Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, tuần 13, trang 109-110. Tập đọc Cửa Tùng. Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng bến hải, con sâu in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mỹ cứu nước. Đôi bờ thơm xốp mướt màu xanh lụy tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi. Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng 6 cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng bến hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là bà chúa của các bãi tắm. Diệu kỳ thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ói chiếu xuống mặt biển. Nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lự đòi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. Theo Thủy Chương. Như vậy thì các em vừa theo dõi bài tập đọc nói về Cửa Tùng. Rồi tiếp theo là phần giải thích từ Bến Hải, tức là sông chảy qua tỉnh Quảng Trị. Hiền Lương là cây cầu bắc qua sông Bến Hải. Đòi mồi là một loài rùa biển, mai có vân đẹp. Bạch kim là kim loại quý màu trắng, nghĩa trong bài là màu trắng sáng. Rồi tiếp theo là phần trả lời câu hỏi. Câu số 1. Cảnh hai bên bờ biển sông Bến Hải có gì đẹp? Thì các em hãy đọc lại bài tập đọc từ đầu cho đến rì rào gió thổi. Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng bến hải, con sông in đậm dấu ấn lịch sử của một thời chống Mỹ cứu nước. Đôi bờ thơm sớm mướt màu xanh lụy tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi. Thì ở đoạn này các em thấy cả hai bên bờ sông bến hải thật là đẹp. Đó là có đôi bờ thơm sớm và mướt màu xanh lụy tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi. Như vậy ở câu số 1 các em sẽ trả lời là cảnh hai bên bờ sông Bến Hải thật là đẹp, đôi bờ thơm sớm mướt màu xanh của lũy tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi. Rồi tiếp theo câu số 2, em hiểu thế nào là bà chúa của các bãi tắm? Thì ở phần chú thích các em thấy ở đây, bà chúa được hiểu là người đứng đầu. Như vậy, hình ảnh bà chúa của các bãi tắm có nghĩa là, ý nói là bãi cát ở Cửa Tùng là một bãi tắm đẹp nhất trong các bãi tắm ở đây. Đó, như vậy thì các em có thể trả lời là hình ảnh bà chúa của các bãi tắm có ý nói bãi cát ở Cửa Tùng là một bãi tắm đẹp nhất trong các bãi tắm. Rồi tiếp theo câu số 3. Sắc màu nước biển của Cửa Tùng có gì đặc biệt? Thì các em xem lại bài tập đọc từ đoạn là diệu kỳ thay cho đến màu xanh lục. Diệu kỳ thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ói chiếu xuống mặt biển. Nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa thì nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. Như vậy, sắc màu của nước biển Cửa Tùng có những nét đặc biệt là một ngày có tới ba cái sự thay đổi. Sáng thì mặt biển nhuộm màu hồng nhạt. Buổi trưa thì nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. Như vậy ở câu số 3 các em sẽ trình bày là sắc màu của nước biển Cửa Tùng có những điểm đặc biệt là một ngày có 3 lần thay đổi. Sáng thì mặt biển nhuộm màu hồng nhạt, trưa thì nước biển xanh lơ và chiều nước biển có màu xanh lục. Rồi tiếp theo câu số 4, người xưa so sánh bờ biển Cửa Tùng với cái gì? Thì các em xem lại đoạn cuối bài.
Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đòi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. Đó, như vậy thì người xưa đã so sánh bãi biển Cửa Tùng với chiếc lược đòi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. Như vậy các em sẽ trả lời là người xưa so sánh bãi biển Cửa Tùng với chiếc lược đòi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. Rồi, cuối cùng là nội dung của bài tả vẻ đẹp kỳ diệu của Cửa Tùng, một cửa biển thuộc miền Trung nước ta. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.